Xin chào các bạn, hôm nay về TopCare chúng tôi xin giới thiệu video hướng dẫn cách chặn quảng cáo YouTube trên smartphone Android. Thủ thuật sau đây của TopCare sẽ giúp bạn loại bỏ các đoạn quảng cáo cắt ngang video đang xem trên YouTube dành cho điện thoại Android. Đầu tiên, bạn cần tải file cài ứng dụng Surgery Escape. Nhấn vào file cài sau khi tải về để cài đặt vào máy. Bạn cần cho phép cài đặt vì ứng dụng này không cài thông qua CH Play. Mở ứng dụng Surgery Escape sau khi cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền cho ứng dụng. Chọn OK. Nhấn vào Surgery Escape Service và kích hoạt. Chọn OK để xác nhận. Như vậy là xong. Trở lại giao diện chính của ứng dụng, bạn sẽ thấy tính năng chặn quảng cáo đã được bật. Kể từ bây giờ, mỗi khi xem video trên YouTube, các đoạn quảng cáo sẽ tự động được bỏ qua. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa tính năng chặn quảng cáo, chỉ cần đơn giản nhấn vào mục Enable để tắt. Chúc các bạn thành công. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến video này, vui lòng để lại câu hỏi ngay bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn.